Kính chào tất cả các quý khách hàng của xưởng gỗ giá tận gốc Tiên Phú. Trước mắt các quý khách hàng đây là một mẫu Âu áo hộp gỗ mun đuôi công, hàng dày, hàng khuôn tranh 4 phân, ván 2 phân. Vâng, một bộ sản phẩm này thì bên em làm gồm 6 món. Bên tay trái các bác đây em đang quay là một chiếc đoạn dài. Bên tay phải đây là hai chiếc ghế đơn, một đôn thấp và một chiếc bàn, và cuối cùng là một đôn cao. Bộ sản phẩm này hiện tại cơ sở em đang bán công khai với giá là 32.800.000. Một bộ sản phẩm hàng dày vân vip như thế này cực kỳ là hời các bác nhé. Bộ sản phẩm này thông số kỹ thuật như thế nào thì ngay sau đây em xin các bác một ít phút để đi vào thông báo cho các bác thông số kỹ thuật cụ thể của bộ sản phẩm này. Đầu tiên là chiếc đoạn dài. Đoạn dài thì bên em có làm kích thước dài là 2m4, cao là 1m15 và sâu là 60 các bác nhé. Sâu là 60. Tất cả đều là kích thước phủ bì các bác ạ. Tất cả đều là kích thước phủ bì. Chương thì bên em có làm là chương cuốn thư. Gỗ mun là một loại gỗ mà có đặc điểm là vân cực kỳ nổi. Đây em quay cụ thể cho các bác xem vân gỗ cực kỳ nổi. Bác nào mà có phòng khách sáng một chút kê bộ sản phẩm này vào thì cực kỳ là tôn phòng khách, tôn lên cái vẻ đẹp của phòng khách cực kỳ là sang trọng luôn ạ. Cù thì bên em có làm cù liền các bác nhá. Cù liền. Chính vì là bộ sản phẩm này có bên em có chọn vân, yêu cầu các bác thợ làm chọn vân cho nên bên em để là hàng để trơn. Vâng. Chương cũng để trơn và vách cũng để trơn ạ. Cột thì là cột móng các bác nhá. Cột thì là cột móng. Cột bên em làm hàng là dày 6 phân các bác nhá, cực kỳ là dày dặn. Cực kỳ là dày dặn. Tay thì bên em có đục cá chép như thế này. Tay đục cá chép như thế này. Khuôn tranh bên em có làm là 4 phân và ván là 2 phân, cực kỳ là chắc chắn. 4 phân là hàng dày rồi các bác nhá. Cực kỳ là dày đấy ạ, em quay cho các bác xem. Mun nuôi công thì là một loại gỗ mà có đặc điểm là vân cực kỳ là nhiều. Bác nào thích chơi vân thì hãy sắm ngay cho mình một bộ bàn ghế mun nuôi công như thế này, kê vào phòng khách của nhà mình. Ngồi lên những bộ như thế này thì cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là đẳng cấp các bác nhá. Tiếp theo là đến chiếc ghế đơn. Ghế đơn thì bên em có làm kích thước là 1m1, cao là 1m15 và sâu là 60 phủ bì. Vâng. Đây em quay cận cảnh những cái đường vân cho các bác chiêm ngưỡng. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Khuôn tranh thì em có vẫn làm 4 phân và ván là 2 phân. Khuôn tranh ghế, khuôn tranh đoạn và khuôn tranh bàn đều là như vậy các bác nhá. Tiếp theo là đến chiếc bàn. Bàn này thì bên em có làm kích thước khác một chút. Dài là 1m47 và rộng là 80 các bác nhá. Dài là 1m47 và rộng là 80. Vâng, bàn thì có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Các bác có thể đựng chè và thuốc và những vật dụng khác của nhà mình. Em kéo ra cho các bác xem, cực kỳ là dễ kéo các bác nhá. Cực kỳ là dễ kéo. Tiếp theo là đến chiếc đôn cao. Đôn cao thì bên em có làm kích thước là 80 x 40 ạ, 80 x 40. Và đôn cao thì cũng có ngăn kéo để kéo ra kéo vào ở hai bên đầu như thế này các bác nhé. Cuối cùng là chiếc đôn con. Đôn con em có làm kích thước 40 x 40. Chọn lựa gỗ từ, chọn lựa vân từ những chiếc đôn con như thế này. Những chi tiết nhỏ như thế này cực kỳ là đơn giản mà làm lên bộ bàn ghế rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thắc mắc gì về bộ bàn ghế này thì xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0966 953553. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các bác. Hoặc các bác có thể đến cơ sở em thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để có thể chiêm ngưỡng tận mắt những bộ bàn ghế như thế này. Vâng, bác nào mà còn thắc mắc gì hoặc cần tư vấn gì thì xin vui lòng cho em xin một lượt like và để lại cho em một lượt comment để em có thể hỗ trợ tư vấn các bác kỹ hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.